Sáng nay em ở nhà mình, em chăn 5 con dê xong, một con dê đen này đi ăn cỏ, đi ăn ngô nhà người ta xong, một chú say rượu lấy cai về đuổi đánh em. Chào Giang, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu Giang lại tiếp tục lên trên nhà em Thuận các bác ạ. Anh Trình thì mấy hôm nay đang bận việc ở nhà em Quân cho nên là cháu Giang có lên trên nhà hai anh em một mình thôi. Mấy hôm nay là cũng sắp chuẩn bị đào nền nhà của em Hưng rồi thì cháu Giang sẽ thường xuyên lên xem tình hình của hai anh em như thế nào các bác nhé. Ra đến nhà thì không thấy thì cháu Giang có ra bên này thì Thuận không biết là đang làm gì ở tít trên kia đây. Một cái áo vàng chói lóa luôn. Trời đang nắng mà cái áo vàng kia thì rất là chói các bác. Ở xa tận đậu cũng nhìn thấy. Đi đâu về đây Thuận ơi? Trời nắng như thế này không đội mũ à? Nào. Thuận là chị gắn mic cho nha, gắn mic nói chuyện ông bà mới nghe rõ được. Úi, nhiều dây chuyền thế nhỉ, mình ấy cầm dây chuyền lên để chị gắn mic cho nào. Con Rồi. chào con các bà. Rồi đi vào đây đi, nắng quá. Nước là lại bị tuột ở tít trận đâu ấy hả? Bên kia. Anh trai, mang anh trai đi lấy củi. Anh trai đi đâu rồi? Trai là cùi ơi. U rồi. Trời nắng thế thế này mà đi lấy củi rồi á? Vâng. Nắng quá nhỉ hôm nay. Vâng. Này là mũ của mình đây à? Vâng. Anh trai mua dầu rửa bát chưa? Hôm nọ là chưa Mua rồi. mua rồi à? Vâng. Không có ô à? Gì? Có ô không Thuận? Ôi. Ô không cần đâu. Nắng thế này sao mà không cần? Một tí mình cầm không được. À không cầm được à? Vâng. Thế Thuận đi lấy ô đi, xong là Thuận che cho chị, xong chị rửa cho. Hay là chị cầm ô cho, được không? Thế chị Thuận đi lấy ô đi. Trời nắng thế này tí đầu bị đau đầu ấy. Ô để Thuận trên nhà. Vâng. Chị ngồi đây đợi nhá. Vâng. Trời nắng như thế này mà Hưng cũng không nghỉ ngơi đâu các bác. Hưng là chạy đi vào rừng lấy củi rồi. Tại vì là ở trong rừng thì cũng khá là mát đấy, cho nên là em Hưng cũng không nghỉ, không có giờ giấc đâu. Nếu mà đi làm ruộng làm nương thì nắng như thế này có thể là nghỉ buổi trưa, nhưng mà đi vào rừng thì trời, đi vào rừng thì râm mát đấy, cho nên là cũng không cần thiết phải nghỉ trưa. Em Hưng là cứ chế độ làm việc quần quật như thế này là cháu Giang rất là sợ em ấy lại bị ốm như đợt trước đấy các bác. Tại vì là trời nắng như thế này làm quá sức quá thì cũng không thể nào mà chịu được. À, ô đi học đây à, ô đi học của mình đây Vâng. à. Có đúng không? Cái này là các bác gửi lên cho à Thuận hay là anh trai mua cho đấy? Anh trai mua cho. Anh trai mua cho à? Vâng. Cái đấy gấp gọn được là, cái đấy là gấp gọn vào được thì Thuận ngày nào cũng phải mang ô đi theo nhá, trời nắng như thế này ấy. Vâng. Ô em để không cặp mà. Ừ, để trong cặp. Nhỏ quá có che được hết không nếu mà mưa to ấy Thuận? Mưa to một mình thì che được hết. Một mình cũng che được à? Vâng. Đấy, bây giờ là thành cô gái mèo rồi nhỉ. Mặc thêm bộ mèo à, cầm cái ô như thế này là giống cô gái mèo rồi. Anh trai đi ăn cơm xong rồi đi hay là đi từ sáng rồi Thuận? Ăn cơm xong rồi đi. À, thế là hôm nay anh trai giao việc cho mình ở nhà làm những công việc gì? Em cho em xem dê và rửa bát. Xem dê và rửa bát à? Vâng. Dê của mình hôm nay buộc tận đâu ấy? Ok, một con, kêu một con. Trời nắng như thế này không mang về à? Không. À. Hay là Thuận cầm ô đi, xong là chị rửa cho nhá, được không? Hả? Nhưng mà ai quay kim? Thì chị lấy máy quay để ở trên cái giá kia kìa, cái giá ấy. Vâng. Đi, đi vào đây. Xong là chị để máy quay ở đây. Thuận cầm đi, chị rửa hộ một hôm nhá. Vâng. Cái mũ này là để đệm như thế này à? Vâng. Thuận cầm nhá. Sáng nay là đi đâu làm gì ấy Thuận? Có đi cùng anh trai không hay ở nhà thôi? Nhà. Bát này là mấy hôm chưa rửa rồi? Ba hôm. 3 hôm rồi á? Vâng.
ba hôm rồi. Để bắt lâu thế. Sau là không được à, để bắt lâu như thế đâu nha. Để lâu là có vi khuẩn đấy. Nó bẩn nè. Rồi rửa bát đấy. Không, ý là bát này mình ăn xong bữa nào là rửa bữa đấy. Vâng. Thả vào trong nồi này luôn à? Vâng. Cái con dê kia nó đẻ chưa Thuận? Cái con hôm nọ kêu kêu ấy. Để một con chưa đẻ. Một con là vẫn chưa đẻ à? Vâng. Mấy ngày hôm nay nắng quá, Thuận có đi lại không hay là mang cơm đi trường ấy? Em vẫn đi lại. Đi lại à? Anh Vâng. trai có lấy xe đón mình không? Ừ, sai đi làm. À, thế là đi bộ về à? Vâng. Các bạn ở trong lớp là có mang cơm theo hay là cũng đi lại như mình? Mang cơm theo. Thế sao Thuận không mang cơm theo như các bạn? Em thích về nhà. Thích về nhà hơn à? Vâng. Mang cơm theo chả thích hơn à? Trời nắng, ốc, con này bỏ ra thế. Trời đang nắng thế này mà. Ui, từ từ từ. Trời đang nắng lấy cái nước lã rửa mặt là bị ốm ấy Thuận ạ. À? Bị cảm ấy. Sao không được làm thế nhỉ? Trời nắng như này buổi trưa có mang dê vào nhà không Thuận? Buổi trưa Ừ. cho nó ăn thôi, nó cứ ăn mà nó không về đâu. Tình xe xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà của bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Kẻ Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trinh bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trinh chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trinh sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trinh rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây, thì cháu Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào của bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trinh đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trinh đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước. Đấy, rồi cháu Trinh khuấy đều như thế này nó cũng... Nắng như này có buồn ngủ không Thuận? Có. Có à? Thế hôm nay ngủ giấc nào chưa? Chưa. Anh trai là lấy xe đi lấy củi à? Hay là đi bộ đi ấy? Đi bộ. Đi bộ à? Vâng. Lấy được nhiều vác xong là mới đi về à? Vâng. Một ngày có biết anh trai lấy được mấy vác củi không? Không. Không biết á? Vâng. Thế nếu mà Thuận đi cùng anh trai, Thuận lấy được mấy vác bỏ nhỏ nhỏ ấy? Bánh nhỏ nhỏ em lại được một vác. Lấy được một vác à? Vâng. Đây Thuận, Thuận đứng bên này này, Thuận đứng bên này này. Thuận rửa bát là có tráng lại bằng cái vòi nước này không? Có. Ừ, tráng lại bằng cái vòi thì nó mới sạch, nó mới không mùi dầu rửa bát nữa. Ôi rồi, thế là một mình Thuận chăn mấy con dê nhỉ? Mấy con rồi? Năm. 5 con, cả con bé bé đấy à? Vâng. Con bé là 5 con rồi, một mình Thuận là chăn được cả 5 con dê các bác. Hôm nay thì cháu Giang đi một mình thôi, cho nên là máy quay thì sẽ để dựng ở đâu đấy, xong lại tiếp tục gọi em Thuận rửa mắt. Cũng ít, cũng hiếm khi là lên thì hộ được em Thuận thôi các bác. Bởi vì là bình thường nếu mà lên cùng anh Trình thì cháu Giang sẽ cầm máy quay, hoặc là nếu mà lên một mình thì không có chỗ để mà không có chỗ để máy quay thì cháu Giang sẽ cầm máy quay để cho em Thuận làm việc các bác.
Mấy hôm nay anh trai bán được củi là có mua thịt về cho mình ăn không? Ừ, có. Có à? Ừ. Trước là Hưng cũng kể rồi các bác, bảo là nếu mà Hưng ở một mình thì cũng không mua thức ăn gì nhiều đâu. Có rau là được rồi, có rau là qua bữa rồi, nhưng mà có cả em Thuận thì Hưng sẽ phải mua thức ăn có một có dinh dưỡng một tí để cho em Thuận, bởi vì em mới đang tuổi phát triển ấy, nên là Hưng là tiền đi làm thuê hoặc là đi bán củi các thứ thì cũng chỉ ở nhà mua mắm muối mì chính thức ăn thôi. Tiền điện, tiền nước, lo tiền điện, tiền nước nữa là cũng hết rồi. Cũng chẳng còn tiết kiệm được bao nhiêu, bởi vì ở trên vùng cao thì đi làm một ngày công cũng chỉ được có hơn 100 nghìn thôi các bác. Xong rồi, bây giờ Thuận bê nhá, để chị đi lấy máy quay nhá. Xong là chị cầm ô. Bây giờ Thuận bê vào nhà nhá, để chị cầm máy quay với lại che ô cho. Em không cần đâu. Bây giờ cũng đến chỗ râm rồi, không cần che nữa đâu. Mấy hôm nay là có mấy bộ quần áo trước xuống huyện là anh Trình có bóc đồ ra. Bác gửi lên là có được mấy bộ quần áo rất là đẹp này, bác. Có 3 bộ hay 4 bộ ấy Thuận nhỉ? Em không nhớ. Không nhớ rồi à? Đi học có mặc váy không? Không. Không mặc váy á? Vâng. Có nặng quá không? Chị bê cho nhé. Không. Vừa sức thôi đúng không? Vâng. Với lại cái cầu thang của em Thuận thì khá là cao so với em ấy, cho nên là em phải đi từng bước, từng bước lên này. Ô đấy để nhà đi. Không mang ô theo à, trời nắng mà. Trời nắng nhưng một tí mình, nếu mình nghỉ ngơi mình nghỉ chỗ ấy. Ừ, chỗ mát đúng không? Đúng. Cất vào đi. Để đây. Ừ, đi. Bây giờ lấy xuống đi để nước xong rồi mình đi chơi. Ừ, Thuận thích búp bê hơn hay là thích súng hơn? Thích búp bê. Thích búp bê hơn à? Vâng. Quần áo chị ướt đấy. Quần áo chị ướt chị không về được ấy. Em có bắn đâu. Ừ. Nào bây giờ là đang chia súng vào công các bà thì con các bà không thương nhá. Không bắn cậu không có nước đâu. Ừ, nhưng mà không chĩa vào đâu, tí các ông các bà nhìn thấy không, các bà là không thích đấy. Nó không bơm được nước ấy. Ừ. Phải sửa lại nó đấy. Ừ, đi xem dê đi. Bây giờ dê nắng quá nó bị ốm ấy. Sửa lại nó đã. Thuận là trẻ con là rất là thích đồ chơi các bác, rất là thích nghịch với cái đồ chơi này. Ngày trước mà anh chị chưa lên quay phim là không có đồ chơi như thế này đâu, đúng không Thuận? Đúng. Kể cả búp bê là Thuận cũng không có đâu. Hay những bộ quần áo thì chị Thuận là mặc đi mặc lại thôi. À, trước có một cái váy mèo là đi đâu ấy? Ở nhà. Bây giờ còn giữ không? Còn. Ừ. Trước là chúng cháu lên lúc nào là cũng bắt gặp Thuận mặc cái váy đấy thôi. Cũng rất là may thì chúng cháu gặp được thì chia sẻ lên thì có các ông các bà thương Thuận, thương hai anh em, giúp đỡ đến hai anh em. Ôi trời, này một tí đi. Con dê ở đây mà mình ngồi chỗ này một tí đi. Cái gì? Mình ngồi chỗ này một tí đi. Ngồi á? Ừ. Thuận mệt à? Vâng. Không mệt cũng phải ngồi chứ. Không mệt cũng phải ngồi à? Vâng. Chỉ ra em kể cái này cho chị nghe sợ lắm. Cái gì sợ? Sáng nay em ở nhà mình, em chăn 5 con dê xong. Con dê đen này đi ăn cỏ, đi ăn ngô nhà người ta xong. Một chú say rượu lấy cây về đuổi đánh em. Chú say rượu á? Là chủ vườn ngô à? Vâng. Ngô là bây giờ mới bắt đầu lên, người ta trồng là mới bắt đầu lên nhỏ nhỏ như này thôi chứ nhỉ? Vâng. Chỉ vừa vào thôi, nhưng mà người ta em đổi nó lên xong, nó lên xong em đổi nó, nhưng chú ấy đã về xong em dắt con dê chạy về. Chú say rượu à? Vâng. Chú ở trong làng mình đấy đúng không? Đúng. Ủa,
Nếu mà bắt được Thuận có đánh không hay là trêu không? Đánh, nhưng mà lúc ấy anh trai bảo là quỳ về cha bảo với bác ấy. À. May mà anh trai về không là chú bắt được là chú đánh Thuận thật đấy nhỉ. Đang say Ừ. rượu không làm chủ được bản thân đấy. Ừ, nhà của anh em Hưng Thuận là nhìn từ phía này đi này các bác. Bây giờ cháu sẽ zoom cho các bác cùng xem nhé. Bây giờ cháu sẽ zoom lên cùng cho các bác cùng xem được rõ hơn. Cái cột là một cái cột là bị tranh vênh rồi các bác, tại vì là cái nền kia là bị sạt xuống, còn là cái tấm pờ rô ở trên kia là bị bay đi. Có phải là ngày trước có gió xong là bay đi ông Thuận? Có Có ba tấm tôn ở trên kia kìa. Thuận Thuận ngồi xuống để chị quay lên cho các bác cùng xem. chiếc cờ bay bay xong anh trai sửa xong anh trai sắp rơi rồi. Bay lên á. Ừ, không, anh trai ấy sập xuống xong anh trai lên sửa anh trai còn sắp rơi xuống rồi. À, lâu chưa? Ừ, chưa. Là gió là bay tấm pô tô của mình đi xong là anh trai lên sửa là anh trai suýt rơi xuống à? Ừ, cái rô sập ấy. À. Chú dê còn chắc chắn hơn chứ nhỉ? Ừ? Chú dê còn chắc chắn hơn chứ? Thuận bảo là chuồng dê còn chắc chắn hơn cái nhà của mình á. Vâng. Chuồng dê thì mới làm đấy. Vâng. Nếu nhà cũng mới làm là tốt rồi nhỉ? Ừ. Nhưng mà bây giờ mình cũng được các ông các bà hỗ trợ sắp có nhà mới rồi mà. Vâng. Mai là lại đi học rồi nhỉ? Vâng. Mai thứ hai. Mai thứ hai rồi. Vâng. Con dê là bây giờ không dám thả nữa chứ, lấy buộc Vâng. thôi nhỉ. Vâng. Nếu mà thả nó lại chạy đi ăn ngô người ta, người ta lại đuổi đánh cho. Vâng. Nghe Thuận kể thì cũng vừa buồn cười vừa thương các bác, tại vì là người say rượu thì không làm chủ được hành vi của mình đâu, sợ là say quá không biết gì cho nên là mới cầm cây gậy là đuổi đánh Thuận chứ, nếu mà chú đấy không say thì có làm bậy như thế không Thuận? Không, Không. chú ấy sẽ tự bảo với anh trai đó không không đánh em. À. May anh trai về nhỉ, không là mình bị đánh một Vâng. trận rồi. Vâng. Từ nhỏ là anh trai có bao giờ đánh mình không Thuận? Nếu mà mình làm sai cái gì ấy. Không. Không à. Vâng. Bây giờ thì chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau thôi. Không đi ạ. Bây giờ là đi đâu làm gì nữa? Em chỉ ngồi bay chân dê thôi. Ngồi đây chăn dê à? Vâng. Thế tối mới lấy dâu lợn à? Vâng. Cỏ voi, cỏ trâu thì cho anh trai lấy chứ. Vâng. Nặng như thế mình làm sao mà vác được? Nếu anh trai không ở nhà mình lấy. Ừ, anh trai không ở nhà mình đấy. Thế à, tí dâu lợn là lấy cây mon này hay là lấy cái cây gì ấy Thuận? Em á. Ừ, hay là lấy dâu gì? Rau ở trên vườn. Dâu trên vườn. Vâng. Sao nó không đi nhỉ? Đây này. Chắc nó hỏng rồi. Hỏng à? Ừ. Bây giờ chị còn ở đây thì chị đi lấy dâu lợn cùng em nhé. Vâng. Ừ, Cái đi đi. này hỏng rồi. Thôi cất vào trong kia đi, mai nó khác được. Đi. Tí chị lấy dâu lợn cùng em cho nó nhanh. Không Ừ. tí chị đi về xong là một mình em lại tự lấy đấy. Một tí mình đặt máy quay ừ. Ừ, tí chị để máy quay ở ngoài ấy. Vâng. Đi. Thôi, vào nhà xong em nó cất xuống đá. Bắt súng mấy đi ạ? Vâng. Thuận là trẻ con cho nên là nói nhiều lúc là nói ra những cái câu rất là ngây thơ, các bác bảo là chuồng dê là còn là chắc chắn hơn cái ngôi nhà của mình ở chứ. Tên này sao không chắc chắn. Đấy. Chắc nhỉ? Hay là tối Thuận dọn xuống đây ở cùng con dê nhé. Không. Không à? Bên này con dê bé nhà em Ừ. đây nè. Con dê bé của mình ấy nhỉ? Bằng. Ơ nhưng mà bé này nó ăn cỏ được chưa nhỉ? Chưa. Nó chỉ bú ti mẹ nó thôi à? Vâng. Nó chỉ uống sữa của mẹ nó thôi nhỉ? Đoàn bên này con dê bé này. Ừ. Chơi cùng nó một tí đó. Chơi cùng nó một tí đó. Xây cùng con dê một tí à? Vâng.
Trẻ con là rất là thích nghịch những cái động vật mà nó còn nhỏ nhỏ như thế này này các bác. Con chó của mình là cũng phải lâu lắm, lâu nữa nó mới to bằng con dê như này nhỉ? Vâng, con dê vừa đẻ đã to rồi. Ừ, vừa rẻ đã to rồi. Hiện nó đi cái chân của chị kìa. Ừ đây này, nó đi vào chân của chị rồi. Đi lên trên kia lấy rau lần đi. Nào. Tí con dê sợ nó chạy hết Thuận. Nhưng mà không có nước được con này. Cái cột của nhà mình là cái nền đất này là bị sạt lâu chưa Thuận? Lâu rồi. Từ cái lúc mình học lớp mấy, lớp 1 hay là lớp mẫu giáo? Em không biết, em lúc từ này sạt bao giờ em cũng không biết. Ừ. Bây giờ là Hưng là lấy một cái cây cây tre là chống như thế này này các bác, chống lên mái như thế này này. Ngôi nhà là cũng không chắc chắn đâu. Tấm tôn của tôi thì cũng hỏng khá là nhiều và rất là nhiều lỗ lỗ thủng. Trời mưa thì hai anh em ở trong nhà là bị dột rất là nhiều các bác. Cái gùi của mình đâu rồi? Ừ, chị đừng ra tay nhá. Chưa buộc con chó à? Buộc nhưng mà nó đến đây rồi đấy. Ồ, thế chị không ra đâu, Thuận tự đi lấy gùi Điệu đi. điệu đi đâu em không biết rồi. Không phải gọi là cái điều đâu, cái gùi đấy. Ừ, quý á. Ừ, Thôi cái... đi lấy luôn đi, không cần đâu. Không cần cái gùi à? Vâng. Em lấy cái này đá một tí nó mới nhanh được. Cái liềm á? Vâng. Nhưng mà mặc quần áo dài tay đi, không tí bị ngứa đấy. Không. Anh trai đi lấy củi xa không Thuận? Không gần thôi. Gần Trên này. gần đâu mà gần, rừng rừng có gần đâu. Vâng. Nếu mà ở trên kia thì tít trên đồi đi. Tranh thủ là cháu Giang còn ở đây thì cháu Giang sẽ cùng em Thuận là đi lấy rau lợn cho bác. Nhưng nếu mà tí cháu Giang đi về rồi thì Thuận này một mình tự lấy thì cũng rất là bơ vơ, tội em Thuận. Bốn giờ gần 5 giờ tối rồi mà vẫn còn nắng quá nhỉ. Vâng. Trước mà nếu mà chưa có con dê là Thuận cũng phải đi vào rừng cùng anh trai lấy củi chứ. Vâng. Bây giờ là có con dê rồi, Thuận là đảm nhiệm là công việc chân dê. Còn anh trai là đi lấy Sao trước củi. mình trồng rau mà nó lâu lên thế nhỉ? Không nghe rồi lâu. Rau của mình thì không nghe rồi. Hay là con gà nó vào bới hết rồi? Con gà vào bới nhưng mà nó không nghe rồi. Ôi đây này chị thấy rồi Thuận ơi. Đâu có Đây này, lên. đây một lên một cây này. Chỉ có một cây thôi. Tại vì là con gà nó bới hết đấy. Trên này nó lên, trên này con gà bới nè. Ui rồi. Đây này nó lên Phí giống cây. cây quá. Đây Phí giống này. cây rau cải quá. Vẫn lên nhưng mà con gà bới hết đấy chứ. Vâng. Sao rào như thế này mà con gà vẫn bào Cái được là thế câu nào? cho con trai chồng cho anh trai. Ừ, con gà không vào. Xong sau đó anh trai mới chồng được. Ừ. Đây này anh trai cũng xong, đây này cũng được. Lấy cái dâu đấy à? Vâng. Bây giờ đợi chị một tí để chị tìm chỗ đặt máy quay đấy nha. Vâng. Đây, chị cắt cho. Ui ôi. Thế này đứt tay rồi. Chị Rách da chị rồi nhá, tí bắt đền ấy. cắt kéo đi. Ừ, chị có biết cái cây liềm nó sắc như thế đâu. Thì chị muốn hộ em làm mà. Liềm này nó còn sát hơn cả tay của mình đấy. Cái liềm này á, Ừ. cái liềm này cắt vào tay đau lắm, đau Vâng. nó còn ngứa nữa. Đau ngứa thì mình có chịu luôn nhỉ. Ừ, Thuận buộc vào nha, chị cắt xong là Thuận buộc Vâng. nha. Sáng là cái chủ chủ kia là có bắt đền không Thuận? Có bắt mình cái đền cái gì không? Không. Không à? May mà ăn ít ấy, không ăn nhiều là như trước là phải bắt đền 20 cân ngô thì hai anh em Hưng Thuận lấy đâu ra để mà đền các bác. Từ cái đợt đấy là Hưng vẫn chưa giả đâu, chưa giả cái nhà chủ kia đâu.
là vẫn Tôi còn chỉ nợ ạ, là bò bé thôi. Là bò bé. Nhưng mà chị cứ cắt ra xong là em chia ấy, em chia thành bò bé. Vâng. Đây rất đủ một bó rồi này. Ừ, đủ rồi. Mình buộc vào nhá. Lấy tay này buộc. Tối nay ăn món gì đây, hai anh em ấy? Em không biết. Bây giờ vẫn chưa biết à? Vâng. Rau này có ăn được không? Ôi, không. Ôi, nắng. Nắng á? Ra chỗ mát đi, ra chỗ mát đi chị. Lấy cho. Này quên cái mũ rồi, không lấy cái mũ nó này. Ok, nắng. Tắt vô nhá này. Trên nhà xuống là căn nhà của Hưng là cũng khá là sập xệ rồi này các bác. Như tôn và dô là đã vỡ hết như thế này rồi. Bây giờ ở trên màn hình là không nhìn kỹ thôi, ở ngoài là đã bị thủng rất là nhiều lỗ rồi. Do là những cái đợt mưa đá ấy các bác, cho nên là ảnh hưởng của mưa đá là rất là nhiều. Nhiều lúc là hai anh em là trời mưa là ở nhà là chỗ ngủ còn là bị dột, cả nhà là dột xong là ướt hết đến cả nhà các bác. Quần áo là hai anh em sẽ phải lấy cái túi ni lông bọc lại hết. Nhà thì cũng khá là tạm bợ thôi, không có cái gì chắc chắn cả. Bây giờ là hai chị em cháu là cũng lấy được khá là nhiều rồi. Bây giờ ôm con hết rồi. Chị cũng ôm hộ em 5 bó rồi mà. Đây. Tay cháu Giang một tay là đang cầm máy quay, một tay là cũng cầm hộ em Thuận được 5 bó nhỏ nhỏ rồi. Thuận là sẽ cầm đống còn lại các bác nhé. Bây giờ là hai chị em sẽ đi về thôi. Úi Thuận ơi, từ từ nha, đợi chị một tí. Đây, từ từ để chị đi trước nào. Chị đi trước nào. Chị không đi thôi. Ừ. Về đến nhà có phải băm rau lợn luôn không? Tối làm luôn ấy. Không. Không à? Sáng mai là anh trai làm sớm à? Vâng. Mai anh trai làm để cho nó ăn nóng ấy. Ăn nóng à? Với cả đây cũng chưa đủ lâu. Một tí anh trai về, anh trai tụi đi lấy về đây. Tôi mới làm. Từng này là vẫn còn chưa đủ đâu nhỉ? Ôi nóng lắm. Ừ, nóng lắm. Thuận cất vào trong kia đi. Để đây, để. Chị, ở đây, để chị để nào. Đây, xong rồi. Bây giờ thì cháu ra. Bây giờ thì Thuận cũng còn công việc là chăn dê thôi. Bây giờ là hai chị em cũng đi lấy rau lợn về rồi các bác. Tôi đi ra rửa tay đã. Còn cỏ thì tối em Hương sẽ tự đi lấy. Dê là bây giờ Thuận chỉ việc đi trông coi thôi nhỉ. Sáng là đi thả cho nó ăn, cũng ăn khá là nhiều, cũng gần no rồi. Bây giờ thì cháu Giang sẽ cùng em Thuận là ngồi lại một lúc xong là sẽ di chuyển đi về thôi các bác. Còn là trước phim đến đây cũng khá là dài rồi, cháu xin phép là khép lại. Cháu Giang xin phép là khép lại video tại đây. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành và trao tình cảm, tình yêu thương đến với các em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Rồi ơi. Cái tay vừa mới cầm cái trên kia nó cay ấy Thuận ơi. Rửa lấy dầu rửa bát rửa tay đi. Ui. Đừng cho vào mắt nữa. Lấy cái dầu rửa bát này rửa tay đi cho nó sạch hết mùi đi. Cái rau lợn vừa nãy là hơi cay các bác, có hơi mùi cay một tí như kiểu là rau răm ấy. Vừa nãy là tay cháu Giang cũng cầm rồi, bây giờ là cũng không hồi anh Thuận rửa mát được. Khăn rửa mặt của mình đâu rồi? Nhà. Ừ. Chào các bà đi xong là chị tắt máy. Các bà. Rồi. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này.
một đống khoái rừng với cả một đống hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Kẻ Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đấy, thì cháu Trình có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trình sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho cháu Trình để cháu Trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà cháu Trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng các bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao các bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy các bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công các bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối các bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô các bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Giờ mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.